Xin chào tất cả các anh em mình ha. Nay cũng một tây tháng 9 âm lịch rồi quý anh chị em mình. Nay em quay lại tình hình nút nụ và mình chia sẻ chút xíu về cái phân bón của đầu tháng 9 âm lịch này quý anh chị em mình ha. Đây anh em mình xem lại cái phần nụ nút của vào đầu tháng 9 nè. Ha. Đây là những cái cây hữu đức mùa 2 nè quý anh chị em mình. Giờ tất cả là nó lên tương đối hạt gạo của anh chị em mình ha. Tương đối hạt gạo. Cây chiều qua cũng là có một cơn mưa cũng không lớn của anh chị em mình ạ, cho nên là sáng nó vẫn còn đọng nước ha. Đem kê máy em quay lại nút nụ. Rồi em quay lại một hai cái cây mai mà năm ngoái cho nở Tết Tây cũng như là nở Tết âm lịch của anh chị em mình ha. Đây anh chị em mình thấy cái phần kim nó lên nè. Này nó cũng ôm kim rồi quý anh chị em mình ha. Thì cái cử trước em chia sẻ với quý anh chị em mình về cái phần mà 15 năm 20 phân tím á quý anh chị em mình. 15 năm 20 phân tím á thì anh chị em mình đợt trước là mắc mưa mà mình tưới không được mà mình rải á. Thì cái cử ngày hôm nay bắt đầu mình xen kẽ nha quý anh chị em mình xen kẽ bằng lăng ha. Đây để em quay rồi em chia sẻ với quý anh chị em mình. Anh chị em mình thấy cái phần kim nó ôm nè, phần đầu tháng 9 mà anh chị em mình thấy cái những cái kim nó nụ nó lên như thế này nè quý anh chị em mình, nó ôm kim như thế này nè là vừa ha, nó tương đối bằng hạt gạo nha. Còn thời điểm mới đầu tháng 9 này mà anh chị em mình những cái cây nào mà chẳng hạn như mà nó đã lên những cái hạt gạo mà nó to hơn hạt gạo á thì cái đó thì anh em mình rất là khó giữ nha quý anh chị em mình ha, khó giữ nụ nút ha. Đây là cái cây mà anh chị em mình xem mình nở Tết âm lịch của năm ngoái ha, rồi em sẽ quay cái cây Tết Tết Tây của năm ngoái luôn cho anh chị em mình xem. Đây cái phần kim anh chị em mình xem nè, nó ôm cũng rất là dày. Ăn thua là phân bón á quý anh chị em mình, phân bón anh em mình đi cứ liều lượng nó ra đầy đủ á, anh em mình biết lúc nào mà nó chưa ôm kim và lúc nào mà nó ôm mắc kim ở nách lá. Anh chị em mình xem nải chuối nè. Đó. Nải chuối là nó phải được 3 4 gì đó ở những cái 3 4 cái mắc cái nụ á quý anh chị em mình ha, anh em gọi nải chuối ha. Đây là cây nở Tết âm lịch của năm ngoái. Anh chị em mình xem nó lên hết trơn rồi. Ha. Những cái cành càng ấy thì nó lên nó càng đặc quý anh chị em mình ha. Đây cái cây này em cũng thường quay cho quý anh chị em mình xem vì năm nay nó mới có mùa 2 à. Thì năm ngoái mùa 1 thì nó nở cũng xé gió rồi quý anh chị em mình. Ha. Năm nay thì chắc có lẽ là nó nở cũng là cũng 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 phải gấp rưỡi năm ngoái á, vì tàn nó bự hơn á quý anh chị em mình, tàn nó bự hơn rồi cái phần nó lâu hơn được một năm, nó thêm được một năm tuổi á quý anh chị em mình. Thì những cái cành nhánh, những cái mắt ghép như thế này nè, nó càng heo cây quý anh chị em mình ha. Nó càng heo có nghĩa là những cái cành này khi nó lớn, khi nó càng lớn thì nó càng heo cái bản tính của cái cây, thì cái phần mà nụ nút nó ôm nó càng đông đặc thêm, càng đông đặc hơn quý anh chị em mình ha. Chẳng hạn như quý anh chị em mình thường là anh chị em mình ghép những cái cây mà mùa 1 đi, tại sao là cái năm đầu tiên nó nụ nó rất là ít, thì cái phần đó là những cái cây đó anh em thường gọi là cây tơ hoặc là nó non mùa. Thì mình ghép thường là cái năm đầu tiên nó ít nụ ít nút là như vậy á quý anh chị em mình, vì cái cành thứ nhất là cành nhánh nó nhỏ nè, thứ hai nữa là nó chưa heo, nó chưa liền lạc, nó chưa những cái vết cắt này, và cái cành này nó còn non á quý anh chị em mình, cho nên là cái nụ nút ở cái năm đầu tiên thường nó sẽ ít hơn từ cái năm thứ hai, rồi năm thứ hai nó sẽ ít hơn cái năm thứ ba. Khi mà cành nhánh nó liền lạc, nó heo cây á quý anh chị em mình, nó heo cây có nghĩa là những cái bo ghép của anh chị nó heo cái thân chủ, cái thân chính của nó, thì cái cây của anh em nó sẽ dày tàn và nó sẽ là cái lượng nhựa nó đi kiểu như là nó không suốt theo cái mạch đó rồi quý anh chị em mình, thì cái cây của anh em nó sẽ nụ nút nó càng nhiều ha.
mình diễn tả vậy không biết anh em có dễ hiểu không, nhưng mà nó nôm na là nó như vậy với quý anh chị em mình ha. Đấy, bây giờ là anh chị em mình chỉ tưới là lăn lăn vô nữa, thì thứ nhất là mình giải quyết được cái vấn đề mà già và dày lá. Cây lăn vô anh em mình tưới nó rất là ok ở cái khoảng là cái thời điểm của tháng 9 này nè quý anh chị em mình. Chẳng hạn như cử trước em tưới em rải cái cử mà 15 năm 20 á, thì quý anh chị em mình có hỏi em á, tại sao anh tưới sớm hơn năm ngoái. Có những anh em người ta xem những video của năm ngoái á, thì anh em đó bảo là sớm sớm, mà em xem lại thì nó chỉ sớm có một tuần lễ thôi nha quý anh chị em mình, sớm có một tuần lễ à, mà năm ngoái là năm nhuần nữa, nhuần một tháng nữa, năm nay không có nhuần mà 12 tháng, thì tính ra mình làm trước một tuần lễ không sao nha quý anh chị em mình ha. Đây anh em xem kim nè ha, Hữu Đức mùa 2 ha, cây này năm nay nở là cũng xé may á quý anh chị em mình ha. Đây đây nó lên đầu 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 đuôi cái này nè ha. Để em quay toàn tập cái cây của năm ngoái cho anh chị em mình xem ha. Đấy, để quay dưới đi cho anh chị em mình dễ thấy. Nhiều lúc đụng vô nước á quý anh chị em mình, những cái cành lá mà nó còn đọng lên nước á, rồi cái bắt đầu cái là nó rớt vô điện thoại á, nó hơi lem lem cái màn hình ha. À, kim đóng rất là ok ha. Giờ là những cái phần còn lại là anh em mình sẽ tưới lăn. Để em quay tiếp cái cây của Tết Tây, Tết dương lịch năm ngoái của anh chị em mình. Đây là cái cây gốc tứ quý nè, năm ngoái em có nở Tết Tết Tây cho quý anh chị em mình xem nè. Thứ nhất là Tết Tây nè, thứ hai là em có bấm xả tàn và hai chậu nè. Anh chị em nào để ý thì biết cây này ha. Cái cây này năm nay nó cũng vô mùa 2 luôn nè quý anh chị em mình ha, nụ nút lên rất là ok. Đấy ha, nó rất là dày nút quý anh chị em mình ha. Cái cành nào, cái cây này làm chưa vô một cọng kẽm nào luôn, mà quý anh chị em mình thấy nó lên kim nụ. Là chế độ phân ở đây là em tưới nó cây ghép hay là cây rin đồ, nó có một loại phân rồi quý anh chị em mình, một loại phân à, không có tưới nó hai ba loại nó lòng vòng, chỉ là tưới hai ba loại là nó kiểu như là những cái cây nào yếu tàn và những cái cây nào đã đủ tàn thì mình tưới phân nó khác thôi, còn lại là như nhau hết, cây rin cũng như cây ghép quý anh chị em mình ha. Đó cái phần kim nụ nốt hiện nay quay cho quý anh chị em mình xem ha, nha nó tương đối là gạo hết trơn rồi. Gốc này là gốc tứ quý quý anh chị em mình ạ. À, gốc tứ quý mà năm ngoái em nói quý anh chị em mình em mua có 2 triệu á, rồi em về em ghép cái Hữu Đức vô á. Đấy nó có anh chị em mình thấy 15 năm 20 mà anh em mình thấy mình rải một cử mà đến nay nó cũng tan hết trơn, thì nó cũng có dấu hiệu của hơi rám vàng nhẹ nè quý anh chị em mình, cho nên là 15 năm 20 thì mình đi nó tới hai ba cử lần nha quý anh chị em mình ha, hai ba cử là nó mới đủ rám vàng để nó tránh cái hiện tượng là nó vô tháng 11, tháng 10, tháng 11, nó tránh cái trường hợp là nó nở bậy á quý anh chị em mình, nó nở bông gió ha. Rồi kim cúc của cái cây Tết Tây năm ngoái là cây này đấy, đấy ghép nhánh tứ quý mà nó còn lòi một cái lá tứ quý đây nè quý anh chị em mình, còn cái nhánh nè ha. Còn đây là cái cây cây này cây ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Bình Lợi mà là cây này ghép hôm tháng 3 tháng 4 nè quý anh chị em mình, 6 7 tháng vậy nè. Anh chị em mình thấy cái tàn này, cái cây này anh em mình quen nè. Cây này em cũng quay một hai lần ở trên video rồi. Xem Bình Lợi mà nó ôm kim nè. Ha. Ôm kim ôm nút là cũng quá trời quá đất luôn ha. Nói chứ Bình Lợi mình thấy nó cũng rất dễ nuôi đó anh em. Làm nụ làm nút là mình quýnh coi như là nó theo ý của mình luôn á. Công nhận cái giống này nó rất là dễ làm kim.
cứ đi phân là cứ anh em mình dằn lăng là nó lên nè, dằn lăng là nó lên nụ rồi, nó lên nè, anh em mình xem nắng nó cháy nè. Chỗ em mấy bữa nó nắng 34 35 độ mà nó cháy hết một cái phỉnh này. Nhưng mà không sao quý anh chị em mình ha. Cái phần nào cháy rồi thì chắc cũng không đến nỗi đâu. Cái chuyện nắng cháy thì anh em mình giờ vô cây vô mát thì những cái chậu to anh em mình giờ cũng đâu có nổi. Mà che thì nó nhiều cây quá mình che cũng đâu có nổi. Cái phần nào nó cháy thì nó cháy rồi quý anh chị em mình. Cháy lá chứ nó chưa có rụng đâu, nhưng mà anh em mình để cái lá mà chẳng hạn như nó bị nhện đỏ, cái lá mà nó bị nhện đỏ là anh em mình nó vô tháng 11 có thể là nó rụng sớm ha. À còn cái phần lá rụng em chia sẻ với quý anh chị em mình nè, chẳng hạn như cái phần mà anh em mình lãi lá tháng 5 tháng 6 á, lãi lá chân á, mà anh em mình lãi không kỹ á, nó bước sang tháng 9 này nó chuyển qua cái mùa thu lập đông á quý anh chị em mình, nó chuyển qua mùa thu á thì những cái phần lá ở trong cái cây này nè, cái phần nó già nó rụng thì anh em mình cũng không cần phải hoang mang đâu ha. Đó là những cái phần lá mà anh em mình lãi nó còn sót á thì nó sẽ già trước và nó sẽ rụng ha quý anh chị em mình ha. Còn anh em nào lãi kỹ á thì cái cây nó sẽ không vấn đề gì ha. Rồi thôi để em quay lại cái phần phân tưới đi. Ở cái phần phân tưới ngày hôm nay á quý anh chị em mình, thì hôm nay em sẽ quay cho quý anh chị em mình về cái phần siêu lăng nè. Bước sang tháng 9 rồi á thì cái chế độ mà mình tưới nó cũng tương đương với năm ngoái á quý anh chị em mình, chỉ là theo thời tiết mình giảm hoặc là mình tăng. À, quý anh chị em mình ha. Đây là cái siêu lăng kẽm USA nè. Như mọi năm á thì vào cái tháng 9 này á thì em sẽ tưới xen kẽ với cái lại 15 năm 20. Chứ mình không có gộp cái siêu lăng kẽm này mình gộp với 15 năm 20 mà mình sẽ tưới xen kẽ là 15 ngàn một lần. Ở đây em chia sẻ rõ cái này cho quý anh chị em mình nắm ha, để anh em mình làm nó hiệu quả ha. Thì cái siêu lăng này khi mà anh chị em mình tưới vô á, thứ nhất là nó sẽ giúp cho những cái phần lá này nè quý anh chị em mình ha, nó dày. Thứ nhất là nó dày. Và thứ hai nữa, đây là cái loại mà nó gọi là thuộc cái dạng là nó cũng là ngừa hối rễ và nó làm tươi xốp cái phần chất trồng rồi nè quý anh chị em mình ha. Còn cái này là hạ phèn thì nó rất là ok. Cái này thì em chỉ sơ lược cho quý anh chị em mình xem ha, vì cái này em cũng đã chia sẻ cũng rất là nhiều rồi. Thì cái này á thì anh em mình sẽ pha tưới cái liều lượng á, anh em mình có cái thùng B 18 đến 20 lít á thì anh em mình sẽ pha hai cái nắp này ha. Hai cái nắp này á thì nó rơi vào khoảng tầm 40 đến 50 ml nha quý anh chị em mình. Đây là 40 đến 50 ml ha. Thì anh em mình sẽ pha hai nắp này cho cái thùng B 20 lít nha. Rồi anh em mình tưới cho những cái cây mà bắt đầu mình vô cái chế độ mà ôm kim làm nụ này ha. Thì cái phần pha tưới, pha nó là như vậy, liều lượng nó là như vậy. Còn những cái chậu thì anh em mình vẫn có tưới cứ chậu 6, chậu 8. Chẳng hạn như cái chậu 8 á thì anh em mình sẽ tưới cho nó là 6 lít nước, 5 lít nước nha quý anh chị em mình. Những cái chậu 8 anh em mình tưới 5 lít nước, những cái chậu 9 anh em mình tưới 6 lít nước ha. Còn chậu 7 anh em mình tưới có thể là 3 lít rưỡi hoặc là 4 lít. Chậu càng lớn thì anh em mình tưới nó càng nhiều ha, nó dựa vào cái bộ tàn lớn nữa thì anh em mình tưới nó càng nhiều ha. Còn tàn nhỏ, chậu nhỏ thì anh em mình tưới nó ít lại nha. Rồi nó trung bình như vậy để cho anh em mình nắm để mà làm cho nó hiệu quả ha. Anh em mình tưới lăng vô cái thời điểm này á thì nó giúp cho nó dày lá. Còn 15 năm 20 á thì anh em mình cứ tưới xen kẽ để cho nó giúp cái trường hợp là thứ nhất là nó nuôi nó dưỡng nụ nè, thứ hai nữa thì nó làm cho những cái nụ nút của anh em á nó được rám vàng ha. Nó rám vàng thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng là nó nở bông gió quý anh chị em mình ha. Rám vàng thì nó tránh được cái hiện tượng nở bông gió. Đấy, đây là những cây hữu đức mùa 2. Rồi em quay sơ lược cho quý anh chị em mình để chị em mình nắm ha. Ở em thì em chia sẻ sớm cửa này. Rồi em có thể lên thông báo để mà cho anh em mình trưa 11 giờ anh em mình xem cái video này. Có nghĩa là chiều nay á ha. Bây giờ em đi gỡ kẽm cho những cái giường gần nhà em quý anh chị em mình ạ. Hôm rày cũng đi làm á. Rồi bắt đầu chiều giờ em bắt đầu em tưới ha quý anh chị em mình ha. Có thể là tưới chiều nay á, thì em sẽ pha em tưới em quay ở trên short 1 phút cho quý anh chị em mình xem ha. Thì
em chia sẻ như thế nào ở clip này á, thì em sẽ quay em tưới y vậy nha quý anh chị em mình ha, liều lượng cũng như là cách pha cách tưới ha. Rồi thì đó là một số thông tin của việc đầu phân chính để cho anh em mình nắm mà biết cách để mà pha phân tưới ha. Rồi thì clip đến đây em cũng xin tạm dừng, xin chào và hẹn tất cả quý anh chị em mình những video tiếp theo nha.